cùng xem cái phần xoay nha. Đây, xoay ngang, xoay dọc, xoay chéo, xoay đằng sau, xoay các kiểu xoay. Ôi trời ơi, trông này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như đã hứa ở các video lần trước thì ngày hôm nay mình sẽ review cận cảnh về cái bộ gầu xoay 360 độ đang được gắn trên con máy xúc Dosan DX55W-5K này. Đây là một bộ xoay 360 có thể nói là rất là xịn sò, rất là đẹp và có rất là nhiều công năng hiện nay các bạn ạ. Đấy, nếu như mà mình mua một cái bộ xoay này gắn trên con 55 này thì giá của nó cực kỳ là rẻ. Đấy. Nhưng nếu chúng ta mua một con máy 55 mà chưa có cái bộ xoay này mà chúng ta muốn mua rời để gắn lên nó thì chúng ta sẽ phải bỏ một cái số tiền để sở hữu được em nó là từ 60 đến 100 triệu đồng mới có thể mua được cái bộ này các bạn nha. Đấy. Vậy thì cái bộ xoay 360 độ này nó có tác dụng như thế nào? Và cái bộ xoay 360 độ này khi gắn các phụ kiện như búa kìm vào thì có làm được không? Và có bị xoắn tiêu không? Đó. Cái này mới là cái điểm đặc biệt các bạn nha. Đấy. Thì thông thường các bạn cũng biết rồi, một con máy xúc ấy thì khi mà không có bộ xoay này thì nó sẽ có cái đường búa nguyên bản nó nằm ở đây. Đấy. Nhưng mà con này thì khi mà gắn cái bộ xoay này vào rồi thì đường búa sẽ không gắn lên trên này nữa. Đấy. Vì là nếu mà mình có gắn búa gắn kìm ở đây thì khi xoay tròn thì tất cả các đường TO nó sẽ bị xoắn lại và nó bị đứt. Đây, nhưng mà ở cái bộ xoay này nó đã tích hợp đưa hết xuống bên dưới này các bạn. Đây. Bộ xoay này thì hiện tại nó đã đưa hết xuống phần bên dưới này. Thì bây giờ chúng ta muốn gắn kìm này, muốn gắn búa này thì chúng ta chỉ cần dùng cái TO chúng ta gắn vào đây là xong. Đấy, một cái hồi, một cái về xuống là xong. Đây, đây là một cái ở bên này. Đó. Và một cái ở bên này. Đấy, cái bộ này thì chúng ta xoay có thể xoay như nào, xoay trái, xoay phải, xoay trước, xoày đằng sau, xoay ngang, xoay dọc hết. Đấy. Vậy nên là khi mà mình gắn búa ở đây nhá thì nó có thể xoay bên này, xoay bên này, thì xoay đến đâu cái TO của chúng ta nó sẽ xoay theo đến đấy, không ảnh hưởng gì đến các TO ở phần trên này cả. Đấy, rất là tiện nghi và đầy đủ. Ví dụ như là chúng ta đang bắn bê tông ở một cái góc vướng nào đấy thì chúng ta có thể xoay cái búa nằm ngang để chúng ta đục thẳng rồi. Hoặc là chúng ta xoay nằm này, nằm thế này. Đấy, xoay tất cả các hướng nào mà chúng ta có thể xoay được để chúng ta phục vụ cho cái mục đích bắn. Đấy, nếu như chúng ta mua một con máy mà nó gắn và tích hợp sẵn ở trên này thì cái giá của nó như mình chia sẻ được rất là rẻ. Và nếu như mua riêng thì nó đây chính là bộ xoay đi theo máy. Đấy. Được mang tên là Harrox. Đấy, Harrox. Đấy. Trên này thì nó có đầy đủ các ký hiệu là phải bơm mỡ vào này. Cái này là thương hiệu của thằng JK để tích hợp vào đây. Đây nó gần như mình gọi đơn giản là một bộ tháo lắp gầu nhanh, nhưng mình có gắn thêm cái bộ xoay 360 độ vào nữa. Đây, nhìn rất là chắc chắn và xịn sò, thấy đúng không? Đấy, bây giờ thì mình sẽ thử cái bộ này cho các bạn cùng xem. Ok. À, chờ nổ máy để cho các bạn mục sở thị luôn về cái con xoay 360 này nhé. Rất là xịn sò đấy. Tio này thì được ở bên nước các bạn bắt rất là chắc chắn rồi nên là không sợ ảnh hưởng gì đâu. Giờ chủ yếu là mình thích là được. Đấy, bộ này như lần trước mình có chia sẻ là có cả xoay này, có cả cái phần lốp đôi này. Bây giờ mình sẽ test thử tháo lắp mở gầu nhanh cho các bạn cùng xem nhá. Đấy, tích hợp này. Chưa? Đây là đang đóng nha. Đó, đóng này, mở này. Đấy. Rất là đẹp, quá xịn sò luôn. Đây, đóng nha. Nó có cái phần này bảo vệ thì khi mà mình làm ấy nó không có bị va đập vào cái xi lanh của nó nằm ở trong này. Đấy, cái bản có gắn cái gầu xoay 360 này có vẻ như rất là xịn sò, nhìn thôi đã mê, nhìn thôi đã muốn bê về. Đấy. Xoay. Bây giờ các bạn cùng xem cái phần xoay nha. Đây, xoay ngang, xoay dọc, xoay chéo, xoay đằng sau, xoay các kiểu xoay. Ôi trời ơi, trông này. Chưa? Xoay này. Đấy, mình có thể xoay ở góc này nhá để mình đục bê tông bên kia. Mình có thể xoay trái, xoay phải, xoay đằng sau. Đây, từ góc bên này.
quay của nó đẹp chưa? Đấy, như thế này có xứng đáng đồng tiền bác rạo chưa? Quá xứng đáng luôn. Đây, mình có thể xoay để vì như thế này, mình móc gầu hoặc là mình có thể xoay ngược lại ở phía đằng sau, tức là xoay tất cả các tư thế và các chiều, đảo ngược lại. Đảo ngược lại. Đấy, đây đảo ngược lại nhá. Đấy, để nằm ngang về đục tường ngang này. Đấy, để nằm chéo này đục vào tường chéo này. Đấy. Quá xịn luôn. Đấy các bạn. Trả về vị trí ban đầu của nó nhé. Đó, rất là đẹp. Đấy, trên đây thì có một vài ký hiệu trên này. Cái bộ của nó này, bộ này rất là chắc chắn nhé. Có chữ và logo của nhà sản xuất có hết rồi, không có thiếu gì cả. Cái này thì chỉ đợi chờ các em dinh về thôi. Đấy, một khối này, đấy, giống như mình có chia sẻ thì em này có giá, nếu mà mua kèm theo máy thì nó rất là rẻ. Nhưng mà nếu như mà mua rời, mua riêng lẻ thì cũng khá là đắt đỏ đấy. Quá xịn. Đây, có những cái chụp bảo vệ ở đây giúp cho nó không bị bẩn các đường mình đầu nối ở đây. Đấy, búa thì như mình bảo rồi, mình bắt vào đây. Búa, chân búa và chân kìm đều bắt đây. Đấy, có đầy đủ vú mỡ chúng ta bơm nha. Bơm mỡ lên đây là một này. Để chân chu bơm vào đây, bơm vào đây. Đấy. Và ngoài ra thì bơm cả vào trong cái áp khe này. Đấy. Cũng là phải nói là cái bộ này xứng đáng đồng tiền bác ạ. Đấy. Sau khi nghiên cứu bộ này thì chúng ta có thể về mua. Thực ra thì đầu tư cái vốn ban đầu cho em này thì hơi đắt một tí, nhưng mà nếu mà mua kèm với máy thì giá nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Và cái bộ này thì công dụng của nó rất là to lớn. Đối với những địa hình rộng rãi thì chúng ta có thể quay trái, quay phải, quay tới, quay lui, quay các kiểu quay thì không sao. Nhưng mà đối với những cái địa hình mà nó chật hẹp ấy thì cái bộ 360 này nó quá là tuyệt vời, quá là hữu ích và cực kỳ phải nói là đẳng cấp các bạn ạ. Đấy. Ở video lần trước thì mình chia sẻ rồi, con này thì bộ cảm biến 360, camera 360, có cảm biến, có lốp đôi, lại còn trang bị thêm cái này nữa. Ôi giời ơi, sao phải nói là tất cả những cái gì đẹp nhất nó đều gắn lên trên con này vậy. Đấy, đấy. Nếu như mà mình chưa mua con 55 của mình thì mình sẽ bốc ngay con này về, vì nó có những cái tính năng cực kỳ tiện nghi như thế này. Đấy. Quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, quá đẹp và quá xịn sò. Không còn gì để nói. Đồ của nước ngoài thì bao giờ mình đi làm thì nó cũng sẽ chắc chắn sẽ ngon hơn rất là nhiều so với đồ chế, đúng không? Chả có gì mà bằng cái đồ nguyên zin nguyên bản của nó cả. TOTL thì được cố định ở đây chắc chắn rồi, không sợ va quẹt. Đây nữa, bên này rất là đẹp, mình có thể gắn búa, gắn kìm, gắn các kiểu gắn vào đây để làm việc. Một bộ nói phải nói là full optician hiện nay đang có sẵn đây. Đấy. Rất là công dụng và công năng đây. Ở Việt Nam thì nhiều cái cần phải sử dụng đến cái này, đặc biệt là đi dọn dẹp gắp gỗ. Đấy. Và đặc biệt nữa cái này mà gắn lên cái bộ phá nhà mà gắn kìm nữa, thì ví dụ như là có những cái nhà mà mình bóp chéo không được thì mình có thể xoay cái này bóp nằm ngang hoặc bóp bên hông, quá là tuyệt vời phải không ạ? Đấy. Như vậy thì ngày hôm nay mình đã review tận mắt cho các bạn cùng xem cái bộ 360 độ này đang gắn trên con siêu phẩm đua sang đế 55W-5K này. Hy vọng rằng qua video thì các bạn cũng có thêm những thông tin bổ ích về cái phần 360 này. Và video của mình ngày hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Một lần nữa xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video lần tiếp theo.